cây trái này có giá xứ Bình Thuận nha bà con. Giá xứ Bình Thuận này là công của một cha, cha đó tên gì mà mình còn quên rồi. À, ở dưới miệt Lạc An đó bà con. Ở đó do chạy chặt chiến tranh đó nên là lên đây khảo giáo xứ Bình Thuận rồi. Nhưng mà do cha đi mà cha không có xin phép, cha tự ý đi với những cái giáo dân mình đi, khoảng 40 giáo dân, 40 nóc gia lên đây mở giáo xứ Bình Thuận này. Thì cuối cùng thì cha phải bị buồn đó là phải quay về cái xứ sở của mình. Còn giáo dân thì muốn đi đâu đi, thành thử ra là khi mà cha đưa lên đây xong cái những người dân đó thì họ lại đây, nhưng mà cha là phải buộc quay về cái chú xứ của mình. Bà con bác không, ở Bình Tân này có nhiều cái con đường đọc không mang tên địa phương á, kênh nước đen. Tại sao? Tại vì ở đây hồi xưa có dọc kênh nước đen, thử ra gặp là trên đường là kênh nước đen. Còn cái gì ta, ấp chiến lược thì có lẽ là hồi xưa đó là ấp chiến lược đó. Bây giờ qua đây bắt đầu tới đây là cái tới nghĩa địa Bình Hòa đây. Đây là ủy ban dân phường Bình Hưng Hòa, đây có trạm y tế nè, ở đây là mình thuộc về quận Bình Tân. Đây giờ để ba mình còn chở bà con bác đi dạo vòng trong khu nghĩa địa Bình Hưng Hòa ha. Ta gọi đây là xóm nghĩa địa nè. Ở đây vẫn còn có thói quen là đốt rác nè bà con, cho nên người ta tập kết rác về đây nè, sau đó ta đi đốt. Dân ở trong này nữa nè. Vì có nhà dân ở trong này cho nên mình mới gọi là xóm rồi đó. Nếu mà không có dân ở trong này thì không có gọi là xóm được.
xưa ở đây chắc có lẽ là cũng là một cái làng nữa bà con. Nơi nào mà có đình thần là nơi đó là cái trung tâm của làng. Chắc có lẽ là hồi xưa trước khi mà chưa có cái nghĩa địa này nè bà con, thì ở đây là cái làng Bình Khánh. Đây có tên đường nè, đường này đường số 13 nè. Đó bà con, bác thấy không, trước mặt bà con bác đó là nghĩa trang giáo xứ Bắc Hà đó bà con. Đây là nghĩa trang giáo xứ Bắc Hà, có mộ cha trong đây nè, nhưng mà mộ cha đã được cải táng rồi, đưa về nhà thờ Bắc Hà. Nhà thờ Bắc Hà, giáo xứ Bắc Hà này là cũng là của người Hà Nội di cư vô nha bà con. Vô năm 1954, đây là nghĩa trang giáo xứ Bắc Hà. Mộ của cha nằm dưới cái tượng thánh giá đó bà con. Nhưng mà giờ thì bốc lên rồi. Ta đốt rác nè. Ở đây là không có ai đi dọn rác đâu bà con, mà chỉ có rác nhiều quá là đem đi đốt thôi. À, bây giờ cái khu này là người ta đang giải tỏa nè bà con, cho nên bà con bác thấy nó một cái, nó không có một cái sự trật tự, nó có vẻ nó giống như nó điêu tàn. À, có mộ tròn, có mộ thì đập phá cho nên là nó hơi cảm giác nó giống như là nó không biết nói là sao. Rác nhiều cái gom lại đốt. Đốt cái gì ta? Nó cứ đốt rồi nằm bỏ đó. Bác Huy có từng đố ba mẹ cô, là đố khách ba mẹ cô dám đi bộ một lúc mà nửa đêm mới đi bộ vô đây mình. Mình xin thưa bà con của bác, bác Huy đừng có nói là bác Huy thắc đố ba mẹ cô nha. Bác Huy mà cho tiền ba mẹ cô nữa, ba mẹ cô cũng không dám đi nữa chứ đừng nói. Chứ không phải là thách đố, thách đố thì nói nhầm nhò gì giờ bắt tôi nói vừa đố mà vừa cho tiền luôn, ba mẹ cũng không dám. Ba mẹ còn coi vậy với ba mẹ còn nhát lắm rồi đó. À, đây là một cái khu khu nhà ở đàng hoàng luôn đó chú bộ ha. Nhưng mà bác Huy cũng biết trọng mặt gửi vàng lắm, chứ bác Huy thử đố mấy người dân ở đây coi. À, nửa đêm dám đi dạo vòng không? Dân ở đây ta đi bình thường liền. Gì? Vừa đi chơi, vừa đi dạo mát mà vừa có tiền nữa. À, nhưng mà ba mẹ cô đố ba mẹ cô là thôi, ba mẹ cô chịu, không dám đâu. Sợ lắm.
cái gì vậy? Mà bắt bộ rồi bà con. Này bóc bộ à, cái này bóc bộ không à? Bóc bộ đó bà con, trồng hoa để cho người dân đây ta kiệm lời quá. Mấy người đó đợi chắc 30 cầu nghỉ ha, đoán thôi là đợi cúng xong á, đợi thầy tụng xong rồi bắt đầu cái bóc mộ lên. Cái khu vực này bắt đầu là đang dần dần bóc mộ lên nữa bà con. Chết cha rồi, đóng cửa rồi, có đường ra không trời? Đây có cái hồ nước nè, bãi rác. Trời ơi, ở đây có cái trường rất là độc luôn bà con, trường Cạn Nguyên. Đây con đường này cũng dẫn vô nghĩa địa là Trung Hòa nè. À, con đường này là đường Tân Hương. Giờ ba mẹ cậu sẽ dẫn bà con có bác đi ăn nha bà con. Ba mẹ cậu uống thuốc xong cái ba này nãy giờ cũng chưa ăn, nó bụng quá. Tân Cương. Giờ đi quay mà nãy giờ cũng chưa tới cái đường Phái Thiết nữa. À. Bệnh đau tử này của ba mẹ cậu nó làm cho ba mẹ cậu phải bỏ nhiều cái thói quen lắm nha bà con. Hồi đó ba mẹ cậu thích rất thích uống nước mía nha, đi xa xa mình gọi cái một ly nước mía uống. Nhưng mà bây giờ ba mẹ cậu uống nước mía vô cái là uống có một ly nước mía thôi, nhưng mà cái bụng mình nó làm như nó trương cứng lên vậy đó, nó lắm như là nó no, mà nó như là no căng bụng đó bà con, chịu không nổi luôn á. Cho nên ba mẹ cậu không dám uống nước mía nữa. Rồi hồi đó ba mẹ cậu thích uống cà phê lắm, đặc biệt là cà phê không đường nha. Giờ cũng cái bệnh to tử này ba mẹ cậu cũng không dám uống cà phê luôn, uống vô nó gây mệt người lắm rồi con. Bây giờ tự nhiên không hiểu sao mà xưa uống cà phê để cho tỉnh táo, mà bây giờ ba mẹ cậu uống vô là ba mẹ cậu mệt lắm, chịu không nổi luôn á. Rồi nó bần thần mà nó cứ rã, rồi mà nó ngủ thì nó không ngủ được,
mà nó cứ đau bụng nữa. Trời ơi, tao nói uống cà phê đó với ba mẹ cậu bây giờ là cực thầm luôn á, cho nên ba mẹ cậu sợ lắm, không dám uống. Đây là chợ Tân Thương, bữa nào bữa bữa dẫn bà con bán đi chợ Tân Thương nè. Ở đây là có cả một cái bề dày lịch sử vào thập niên năm 70 rồi bà con, liên quan đến cái nạn chấp giường á. Nãy giờ kể chuyện nhiều rồi, giờ ba mẹ cậu giữ hơi, giờ mà ba mẹ cậu kể nữa cũng được thôi, nhưng mà ba mẹ cậu còn một cái video sau nữa, kể nữa thì lát nữa video sau cái tự nhiên ba mẹ cậu kể không nổi. Ở tay trái này nhà thờ Tân Thương này, hồi xưa là do một cha ở bên Campuchia đó, dẫn các giáo dân của mình về đây, cha là thuộc hội thừa sai Paris đó. Hầu như là cái khu vực nhà thờ này rồi cái khu vực dừng đây nè là do chạy nạn cấp giường qua đây. Cái nhà thờ này, nhà thờ Tân Hương này được xây dựng được cũng phải mang ơn, phải nhớ đến một cái sự, cũng có một cái công của cha ở giáo xứ Tân Phú đó bà con. Nói không kể gì mà thôi, để từ từ nói nữa thành ra cái được kể hết. Giờ đi kiếm gì ăn quá, nó bụng quá. Ăn giờ có sức, nghỉ ngơi chút thôi bà con. Ba mẹ còn làm video nó dài quá, cái cả tiếng. Ba mẹ còn nói không nổi á, không biết các cô chú bác có xem nổi hay không. Thì các cô bác nào mà xem không nổi thì các bác xem xem đi xem lại nhiều lần nha bà con. YouTube bây giờ nó cũng hỗ trợ nhiều lắm, mình xem không hết cái mình dừng lại, rồi lát nữa cái khi mà mình mở mình xem lại á bà con, nó hiện ngay đúng cái chỗ mà mình vừa mới xem xong luôn á bà con. Cho nên các bác đừng có lo cái chuyện đó. Xem không hết thì để cho chút xíu nữa xem tiếp. Rồi bà con cô bác cứ thoải mái. Ba mẹ cậu thấy là mỗi một ngày ba mẹ cậu làm có 2 phim thôi. Bà con có thấy ba mẹ cậu đăng nhiều gì đó chứ 2 phim nè. Rồi cái phim nào mà bà con có thấy cái thumbnail mà nó hiện lên màu xanh dương á, đó là bà con có bắt phim đó là phim ba mẹ cậu cũ á. Ai mà xem phim ngắn á thì xem chữ màu xanh dương mà xem, cứ xem màu xanh dương mà xem. Rồi xem phim dài thì cứ kiếm chữ màu đỏ hết, đỏ chói đó là xem. Cứ thấy cái chữ xanh dương thì cứ mai mốt có thấy xanh dương là xem thì nó sẽ đúng, chứ còn thôi là phim ba mươi cầu đó làm dài rồi coi không nổi rồi mà bà con cô bác cứ xem tới xem lui thì có cái phim thì nó cũng kỳ. Ở đây là thánh mẫu Lao Vàng rồi, đây là thánh người Martino. Con đường này là đường gì đây, đường này là đường độc lập. Đây có cây sung. Ba mày còn nhớ đâu đây nè. Ồ, ở đây cũng có con đường kênh nước đen nữa nè. Hồi xưa ở đây là dòng sơn nè bà con, cho nên nó mới làm đường kênh nước đen đó. Đó là đường, đó là đường dòng sơn đó. Ba mày còn nhớ đây có một cái tiệm bán bún bò bún ngon lắm. Nhớ nằm ở trên đường nào đây nè. Đây là con đường độc lập nha bạn ạ. Mình còn nhớ không biết là độc lập hay là đường Trần Đạo. Tiệm bún bò ngon lắm. Đi
quãng đường này đó. Bên kia. Rồi thôi, ba mẹ rồi xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Giờ mình qua bún bò hàng mình ăn nha bà. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là ba mẹ cô. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.